Em giúp chị thôi, ngày nào em cũng hỏi chị mua mà bán cho em 20.000 thôi, em không có tiền ấy. Thế thì lấy cho em đặt số đấy to rồi. Thôi em lấy tiền trả cho chị đã, còn về tối rồi, bao giờ chị mới có chơi đấy. Ôi
Vài hôm là chị lấy được mà, ôi rồi toán tiền lẻ thôi. Cảm ơn em nhé. Thế nào à? Lấy bảo chị nhé. Đi về. Chị cảm ơn nhé. Vâng.